Diễn đi làm diễn như nói bơm chuyện mấy đứa vô chạy lắm đó đó bơm kìa không mà mày nói hàm gì sợ có camera rồi mày cũng thấy mấy má cho bơm ghê tắm dù bông mày mấy chữ mày ủa mày, tụi mày biết cái này cái gì không? Có trù. Tụi biết cái gì không? Cái can. Cái này là cái bình ghi đông. Ê, bình ghi đông. Anh thấy hoàn tâm nhưng mà cho một cái mục một nè. Thấy chưa? Đông. Cái này là cái bình ghi đông. Bình ghi đông. Phê chứ. Cà phê hồi tháng hậu. Sao báo như vậy? Trời. Đi ở hả? Vũ ngoài xe á. Thằng này nó đó, có xe đâu. Năm luôn mà bị bán rồi. Thôi mày vô đây, Nam vô tới đây còn không? Tao không có giữ, tao đưa con Ly không mà. Xuống xe là tao đưa mày rồi mà. Rồi, coi chừng bơm lét á. Bơm xịt, bơm xịt. Bơm xịt. Đầu mất dinh, bơm xịt. Bơm dưới bình ăn. Đầu ra mà tao tao nói nha. Đây là hua. Là có tăng nhưng mà là hố tăng. Trời ơi, cái gì vậy? Chua mẹ. Dạ, có bơm ném nè, nó. Có bơm đâu, bơm đâu. Đó, quét, quét.